Vâng, xin chào mọi người nhé. Hôm nay là ngày thứ hai hội từ thiện của anh em ngoài Bắc mình vô là vào trong vùng lũ đây mọi người ạ. Hôm nay là ngày thứ hai là các quý thầy và toàn thể Phật tử và anh em mình đây là hôm nay sẽ đi phát quà trong cái vùng nước này mọi người ạ. Đấy, nhưng mà được sự chỉ đạo của chính quyền ở đây là họ cũng phát theo phiếu mọi người ạ, thì nó đảm bảo cái sự công bằng hơn, vì tìm những cái nhà nào mà người ta hoàn cảnh hơn mọi người ạ. Đấy, các bạn nhìn nước này còn lênh láng lắm này. Đi đây là nó rút rồi đấy mà đã đến đầu gối mình rồi đây nhá. Mọi người có nhìn thấy không? Đấy, hôm nay đi với mình đây, cái cạnh mình đây là có quý thầy đây. Đấy, đây là thầy Đại Đức Thích Thanh Ninh. Đấy, thầy hôm nay đi trao quà cùng với đoàn từ thiện đây. Đấy là hôm nay là anh em phải vào thực tế luôn này mọi người nhỉ. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Rất là khổ luôn đấy. Bây giờ anh em mình sẽ vào một cái nhà nào quanh đây. Mình sẽ hỏi thăm xem tình hình mưa lụt mấy hôm vừa rồi như thế nào nhá. Đấy. Nhìn vào núi trong kia các bạn này. Đi vào trong đấy còn sâu lắm. Đấy. Mình hôm nay đấy, thầy hôm nay phải đi thì khảo sát xung quanh đây tí là xem tình hình mưa lụt của bà con ở quanh đây. Đây, nước lớn lắm bạn. Yeah. Đấy mọi người nhìn chưa, nước còn lênh láng này. Quá à. À thế hình như trên kia nó là bụi ấy đấy. Yeah. Cẩn thận nội sụt. Bơi, nó ấy bác biết bơi chưa? Chưa biết bơi à? Thầy không biết bơi thì nguy hiểm. Đấy bây giờ mình sẽ vào một cái nhà nào mà khó vào ấy nhỉ. Ngập đến đầu gối này khó đi. Mình sẽ quay màn hình trước cho các bạn xem nhá. Nước lênh láng luôn nhá. Còn đang mưa, vẫn còn đang mưa nất phất. Nào lên này, nào chỗ này lên nào, lên này, chỗ này lên này. Không, à lên đấy à, kinh nhỉ. Không nào lên đây đấy. Anh em bây giờ đi lên trên này. Khu này như cấm đường hay sao không Phong? Nước. À, hôm nào nước nó ngập hết lên đây à? Có em. Nó ngập lên là nó cấm à? À. Cái này là cấm đường luôn này. Chỗ này là cấm nước ngập lên này các bạn ơi. Đường nó bị hỏng xong là đang công này. Lũ về nó cấm đi lại đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Kinh phết nhỉ. Nước lênh láng này kìa. Hả? Lênh láng nước nhỉ. Đây. Cái này là cái ấy đấy, nó chắn cá. Lênh láng nước nhỉ. Đúng rồi. Nước vẫn còn chảy kìa, nhìn được không, nhìn được. Này vẫn xiết xiết kìa, xiết dòng kìa. Nước đây là nước mới rút. Ghê thật. Cái lớp mấy ngày nó mưa liên tiếp rồi nhá. Nó đang ở trong cái đây, hiện tại trước mắt các bạn là đây, nước rất lênh láng. Đấy. Xung quanh đây là tràn vẫn còn nước ngập. Đấy, hiện tại ngoài kia là người ta vẫn đang phát quà mọi người nhá. Nhưng mà hai thầy trò mình là đi khảo sát quanh cái khu này xem. Khảo sát thực địa. Nói chung là vào thực tế đấy mọi người ạ. À, nhìn người ta còn rất khổ. Anh cha, cái này này, đây sâu rồi. Cẩn thận nó lại là một con kênh hay con gì? À không, đây là cái đường thầy ơi. Đây là cái đường đấy mọi người, nhưng mà nó ngập hết nước rồi. Ôi cha. Cái này nhỉ, đấy. Để đi được thầy ơi. Các bạn nhìn chưa? Úi giời, ngoài kia là sông kìa thầy kìa. Ê, đi thẳng lên kia đấy, các bạn nhìn chưa? Một con sông nước còn rất là lênh láng. Đấy các bạn, nhìn chưa? Nhìn kìa. Đây này, đây, nước còn ngập hết vào nhà dân đấy nha mọi người nha.
Đấy. Nhằm có tới tới bờ tường. Có đây hai thầy trò mình được đoàn cử đi là quay khảo sát thực tế mọi người ạ. Đấy mọi người nhìn này. Chắc hôm nào cái bờ tường này khéo là ngập nước này thầy nhỉ. Đấy bờ tường vẫn ngập nước đấy. Nhưng mà hôm nay là nó rút rồi xuống để nhìn cái nốt thì vẫn còn kìa. Đấy, yeah. Đúng rồi. Nó xuống hai phần nữa. Khổ nhỉ. Đấy. Đây là nhà họ nước vẫn còn nè. Vào đến tận sân thì thấy không? Chung quanh này, đây. Vừa hỏi khăn này. Đây chung quanh này, đấy. Vâng, chào các bác. Nước mới rút rồi bác ơi. Chúng con ở đoàn từ thiện ở ngoài kia đi vào đây quay thực tế. Đi vào đây. Nhà cô không nước có rút không ạ? Đây. Bây giờ mình sẽ vào thực tế ở nhà cô này, nước này nè, cũng mới rút đến mấp mé này. Mọi người ạ. Dạ. À. Nghĩa là nước hôm nào nó vào hết đến tầm kia. Tầm quả nó đi gồ đây về chui lên thành xe chứ. À vậy là nhà cô mới về đây, về nhà, mới mới. Đi tận đi về hôm mai ông đi tây biển đấy nữa. À ông bị tai biến à? Ông bị tai biến đây 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 phải đi sớm cái mô mà thấp luôn nhất. À. Mới bạc về anh. Đây thầy đây ngồi uống nước. Đây thầy đi thực tế là xem bà con làm sao nước lụt tình hình như thế nào đây. Vâng, thỉnh thầy. Thầy ngồi uống nước. Bác bị tai biến đâu chưa hả? Hơn năm rồi. Hơn năm rồi ạ. Hôm nào? Cứ qua đi. Vâng. Thầy cứ ấy đi, thầy cứ ngồi uống nước. Đấy. Cô rong á. Vâng. Đi cô rong. Thôi, không phải cái cấp nào. Đấy thầy đi vào thực tế. Vậy là nghỉ bao lâu rồi ạ? Gia đình nghĩa là từ nước hôm nước lên đấy ạ. Bên ý là nghỉ 2 tuần rồi đó. Nghỉ 2 tuần rồi ạ. Vậy thì làm ăn để gì? Nước nó qua vào hết trong nhà kìa. Dạ. Để mà ở cái thùng. À. À bằng cái mép thùng kìa. Út lướt. À. Ôi trời. Chúng con ở ngoài Bắc nhưng mà mưa chỉ có không may là nước nó chưa rút kịp và nó chỉ đến đây đã khó chịu rồi đừng nói mà mấy tuần. Thầy uống nước đi. Các cô các bác cứ ngồi đi. Anh này anh quay video anh cô cứ ngồi đi mạng để đang quyên góp đi làm việc. Đây các bạn ạ, hiện tại nước vẫn còn nanh náng này. Thấy cái nối nhà chú nó ra đây. Nó rất là nhiều nước luôn đấy. Đấy. Nó rất là nhiều. Nói chung là cực khổ. Nếu như người mình đi nó dập tới đầu. Đâu? Ừ ngoài đi đi phải lụt, ngoài đưa phải lụt đâu. À. Như bạc như cái thì lụt đi. Lụt hết rồi. Cái ra là lụt chè bắn, lụt lứa hai đẹp lên đếm. Đóng quá. Đây thầy trò cũng còn ấy, biếu bác. Lụt tiếp đây này chú. Đây. Biếu cô chú gia đình mấy trăm nhá. Đây thầy đưa được. Đây thì... Cái này là cũng không có nhiều ạ. Vâng. Gọi là... Cái tấm lòng... Vâng. Cảm ơn biếu... gia đình ạ. Gia đình mình. Dạ vâng. Đây là... Cái kia là đang phát quà cho... Những người có phiếu thì sao ấy ạ? Cháu không biết, chỉ đi theo đoàn thôi. Nhưng mà... Ông này con trai chú à? Không, con thằng xóm đấy chứ. Ông ba, gửi hai ông ba thôi. Ông này vợ con gì chưa? Hả? Em này vợ con gì chưa? Chưa, nữa. Nhà đi nữa, nhà sao đi nhà đi cầm cống. Dạ, cầm mà. Đây thầy ạ. Đây thầy biết em nó lấy lòng luôn. Thôi thôi đây thầy ấy đi. Để con làm gì. Đây là chút gọi là đến ủng hộ cho mình. Nghĩa là không có nhiều, nhưng mà có chui tí chút thôi. Thế giờ để biếu gia đình trong lúc nước non rồi nhá. Đâm ra là thôi có sao thì mình dùng vậy nhá. Hôm nay vậy mà câm bầy mà không có phiếu để nhận quà. Không biết được ở xã ăn cái đấy nghe. Ngoài xã đang phát những người như những ông này là phải có này. Mà sao lại không có nhỉ? Không. Có đấy nhiều văn thôn cả. Đúng rồi, văn thôn khác. À thôn khác. Nhiều thôn mà. Nghĩa là nhà cô đã từ ông ấy đã nhận được tí quà rồi chưa? Hôm nay cũng có đoàn nữa, vừa nãy phát xong rồi đã nhận được tí nào chưa? Phải có danh sách, phải có danh sách nên thôn nó họ chó đang. À vâng.
phải có danh sách mới có à. Đấy các bạn ạ, nói chung là cuộc sống thì nó rất là muôn hình muôn vẻ và khổ lắm mọi người. Có tù về chứ phải cay đá mờ đá là giống được, được, vâng. Được phá. À, nước nó vào đây à? Được quá rồi chứ, thứ tù đấy thì... Đây mọi người ạ, à, hôm nào nước nhà cô nó vào đến đâu ạ? Vào hết trong nhà này ạ. À. Hết trong nhà. Đâu ạ? Để đây, cốc chén như bê ba mà. À, nước nó ngập hết vào đấy ạ? À? Ngập hết cái lượng ít. Dạ. À. Đấy là, nói chung là rất là khổ cực mọi người. Còn anh này là anh hàng xóm, anh sang chơi thì gặp đây thì thôi thầy biếu anh mấy đồng. Đâu nha? Là nhà đang sáu ý. Nhà đây à? Không, nhà sáu ý. Vâng, vâng. Đấy, nói chung là cuộc sống của người dân thì vùng lũ này đợt này thì hơi bị khổ một chút. Chúng ta là không làm ăn gì được. Chúng ta người ta cũng chán cái cuộc sống. Dạ, dạ vâng, kệ cháu ạ. Bác năm nay bao tuổi rồi ạ? 62. 62 ạ. 62. Bác tai biến đâu chưa? Bị tháng 4 năm ngoái. À, tháng 4 năm ngoái. Tai biến rồi thì làm ăn gì được? Không làm gì được. Phải đi 10 sáng đi 10 về đến nhà bên nhà hai gã. À, à cũng mới đi ẩn mới về đó. À nghĩa là mới đi lánh nạn rồi về đi, đấy. Đi ba lô đó. Vâng. Nhưng mà cháu là bị nha, đôi khi mới gọi chớm thôi nhưng mà nó khó chịu. Chứ còn chưa nói thì bảo nụt thằng tuần hay 2 tuần này. 2 tuần nữa à? Đây là xã Cẩm gì ạ? Cẩm Thạch. À đây là Cẩm Thạch ạ. Cẩm Thạch bờ thôn đi vùng đến trên kia thì cao hơn cho vùng này là thấp hết. À. Vùng này là vùng Na Trú. Ngoài này nó là giáp sông gì đấy à? Có cái sông có phải không? Có sông Vân Mộ. Sông Vân Mộ. À. Mệt tên gọi là sông Sấu. Ngân Sấu đó, sông Vân Mộ. Đấy, nói chung... Thầy thì ở ngoài Bắc vào ở đâu? Cháu ở ngoài Bắc là Nam Định ạ. À? Dạ vâng. Nam Định nghĩa là đi theo đoàn thiện nguyện thì họ đang phát quà thì cháu với thầy này đi vào xem tình hình của bà con ở trong thực tế này xem như thế nào. Đất đấy ạ. Đất. Đấy là nhà mình nền nó làm cao lên rồi đấy nhưng mà không ấy nhỉ, không lại. À, đâu? Đâu đấy nè. À, nước ngập đến đấy à? Đi xuồng như vậy cô nhỉ? Đi xuồng đi xuyên. À. Đấy. Ông này chính là nếu mà ấy là phải có quà này, không ấy đâu. Vâng, cháu tưởng là ấy. Nói chung là 5, 6, 4, 3, 4 thôn về rút. Vâng. Vậy khéo thầy trò ông con này xin phép gia đình nhé. Cảm ơn thầy. Đi thầy. Dạ vâng. Đừng ra rồi, cháu vừa uống ở xe rồi ạ. Vâng. Gia đình đi. Dạ vâng. Dạ. Vậy thôi xin phép gia đình ạ. Vâng, chào nhá. Cố gắng nhá. Thôi bây giờ mình cũng về thôi. Đi ra ngoài xe. Đấy mọi người. Dạ, đậu ở ngoài ấy ạ. Đây nước rất là linh nắng. Thôi xin chào các bạn nhé. Đây là mình vào khảo sát cùng với thầy nhá. Tình hình ở trong này mọi người nhá.